Hồi đầu năm, chiếc xe hơi điện Angkor của Campuchia ra đời làm xôn xao giới công nghệ Việt Nam. Nhiều ý kiến khác nhau đưa ra trên các diễn đàn. Tuy nhiên, có nên đầu tư sản xuất một chiếc xe ô tô hoàn toàn của Việt Nam hay không? Hoặc làm ra rồi bán cho ai? Đó là vấn đề cần bàn cãi nhiều nhất. Vào cuối tuần qua, một thương hiệu thiết kế nội thất xe hơi của Việt Nam đã xuất khẩu chiếc xe ô tô đầu tiên sang Philippines, mở ra một hướng đi khác trong ngành ô tô Việt Nam. Đây là cảnh đóng container lô xe xuất khẩu đầu tiên của hãng ô tô D-Car. Lô hàng nằm trong hợp đồng xuất khẩu 50 chiếc Transit D-Car President sang Philippines. Đây không chỉ là lô hàng xuất khẩu đầu tiên của hãng D-Car, mà cũng là lô xe xuất khẩu đầu tiên mang thương hiệu Việt Nam, nếu không tính các nhà máy gia công để xuất khẩu sang nước thứ ba của Mazda, Vinasuki. Trước khi mà người ta đặt lô xe này, người ta cũng phải là qua đến 2 lần. Và người ta nghiên cứu một thời gian, người ta mới nói rằng là cái tiêu chí mà đáp ứng được thứ nhất là về mặt chất lượng. Tức là chất lượng ở đây là ngồi cái chất lượng sản phẩm, còn cái quan trọng nữa là cái tính gọi là cái tính tiện ích sử dụng của nó rất là đơn giản. Nếu mà so với những chiếc xe mà hiện tại có ở Philippines thì chiếc xe này tức là để sử dụng nó thì mình không phải có những cái gọi là những cái thao tác cầu kỳ. Cái thứ hai nữa là về là giá, tức là cái mức giá mà so với là cái những chiếc xe mà gọi là cùng một chức năng mà nhập ở cái thị trường khác về Philippines đó, thì giá nó rất là vừa phải, rất là cạnh tranh. Sử dụng dòng xe Transit 16 chỗ ngồi của Ford, D-Car thiết kế toàn diện nội ngoại thất thành phiên bản cao cấp theo chuẩn limousine. Cụ thể, để tạo không gian thoải mái và tối đa tiện ích, xe được tiết giảm chỉ còn 7 chỗ ngồi trong khoang hành khách, kèm các trang bị như tủ rượu, tủ lạnh, TV LED 32 inch có nút điều khiển tự động đóng mở. Điều đáng ghi nhận là mặc dù phải nhập khẩu gần như toàn bộ nguồn nguyên liệu đầu vào, nhưng thương hiệu này đóng phần lớn trong việc tạo giá trị gia tăng cho chiếc xe. Theo đó, nội thất do chính D-Car thiết kế và sản xuất từ khâu tạo khung composite đến ốp gỗ, làm ghế, v.v. Đa phần các chi tiết được chế tạo một cách tỉ mỉ bằng thủ công nên đã thuyết phục được các khách hàng ở phân khúc cao cấp nhất. Bằng chứng là, tuy vừa mới được tung ra thị trường hồi tháng 9, nhưng đến nay đã có khoảng 50 chiếc Transit D-Car President được bán ra. Dòng xe này cũng đang được hãng ô tô D-Car mang ra thương thảo với các khách hàng ở Myanmar, Lào và Campuchia. Tính luôn hai dòng xe dùng để phục vụ cho kinh doanh du lịch là D-Car Standard và D-Car Business, hãng này đặt mục tiêu sẽ xuất xưởng khoảng 400 đến 450 xe vào năm sau. Theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN ATIGA mà Việt Nam tham gia, từ đầu năm nay, thuế nhập khẩu ô tô giữa các nước ASEAN đã giảm từ 60% xuống còn mức 50%. Ngoài ra, thuế nhập khẩu ô tô vận chuyển hành khách dưới 9 chỗ ngồi sẽ còn tiếp tục giảm đến mức còn 0% vào năm 2018. Với lộ trình này, nhiều chuyên gia dự báo sẽ gây ra một áp lực lớn lên các hãng ô tô lắp ráp trong nước do lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng mạnh. Một chuyên gia thậm chí đưa ra dự báo với đà phát triển như hiện nay, đến năm 2018, chỉ còn 3 hãng duy trì nhà máy tại Việt Nam. Dự báo này có vẻ không quá khó tưởng tượng khi mà báo cáo mới đây của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA cho thấy. Tính đến hết tháng 10 năm nay, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 32%, trong khi xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng đến 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc lựa chọn đi vào thiết kế, nâng cấp nội thất cho dòng xe cao cấp như vậy, rõ ràng là một cách làm khôn ngoan. Tuy nhiên, theo đại diện hãng này, cách làm như D-Car cũng không phải là chuyện dễ. Thứ nhất là đòi hỏi sự cảm nhận về thị trường, và thứ hai vẫn là câu chuyện cũ, nguồn nguyên liệu chưa chủ động được. Để tạo ra được cái nội thất đặc trưng limousine ấy, thì tức là nó cấu tạo từ khoảng hàng loạt chi tiết. Mà bản thân của hãng D-Car là hiện tại đã sản xuất được những cái dòng xe được khách hàng đánh giá cao, nhưng mà hãng D-Car vẫn không có hài lòng. Tại vì có một số chi tiết mà hãng D-Car cũng muốn tốt hơn nữa, nhưng mà rất tiếc rằng là tức là trong quá trình mà tìm những cái chi tiết đó để nhập hàng về thì gần như là không có. Thì đó là chính là tức là đi không có chủ động được những cái chi tiết đó, cũng như là không thể là tìm được cái nguồn hàng tốt nhất cho khách hàng. Theo chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 của chính phủ, năm 2020 Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 20.000 chiếc xe, trong đó có 5.000 chiếc xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi. Chưa nói đến mục tiêu này có tham vọng hay không, nhưng theo các chuyên gia, nếu vẫn làm như cách hiện nay, dù đạt được con số đó, thì cái mà Việt Nam có được chỉ là tiền cho thuê nhà xưởng, nhân công để các hãng ô tô nước ngoài đến sản xuất và tận dụng xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu vào các nước ASEAN.